Chào cô chú anh chị và các bạn. Tại là 4 giờ rưỡi chiều, em đang ở bờ kè quốc lộ 57 thuộc thị trấn Mỏ Cày. Ngay chỗ này là điểm cuối của cái bờ kè đây. Chỗ này ta mới đổ đất lên. Chỗ em đang đứng là đối diện ngay cái công ty cấp thoát nước Mỏ Cày vậy. Chỗ này thuộc ấp Phú Quế, xã Tân Hội. Bờ kè này đang được thi công suốt ngày đêm luôn để kịp hoàn thành vào cuối tháng 11. Còn khoảng một phần nữa là hết tháng 11 rồi. Ban ngày ban đêm thì ta cũng làm ở đây hết á. Tối thì bắt đèn làm. Đối diện chỗ em đứng là cái bờ kè bên đường Công Lý nè. Đó cái nhà lớn lớn phía bên kia là cái trường mầm non thị trấn Mỏ Cày. Hướng bên kia là cái bờ kè bên chỗ đình Hội Yên. Bờ kè bên đó thì hoàn thành xong rồi. Nà, chủ yếu em cập nhật cái bờ kè ở quốc lộ 57 cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem, cùng theo dõi cái tiến độ của nó. Em vừa mới chạy lên một đoạn xích lại đây nè. Chỗ em đang đứng là đối diện cái chi cục thuế Mỏ Cày Nam. Nãy thì em đứng xích trước kia, mới chạy xe lại hướng này. Khúc này ta đang làm cống ở đây. Biết là nó có kẹp hoàn thành vào cuối tháng 11 không á. Thấy vẫn còn nhiều cái việc phải làm. Em đi thêm một đoạn khoảng vài chục mét nè. Khúc này ta đã làm cống rồi, xong hết rồi. Trong kia ta đang lát mấy cái tấm bê tông đó. Phía bên kia là cầu Mỏ Cày.
ngày khúc này là chỗ duy nhất được đổ bê tông hoàn thiện nghe nè. Khúc này là khúc đầu của bờ kè gần ngay cầu Ông Đình. Ở đây ta cũng để gạch sẵn rồi. Xong này chắc ta lát gạch luôn. Chỗ này sẽ là cái đoạn được lát gạch đầu tiên của cái bờ kè. Đây rất là đông, khoảng vài chục công nhân. Ngay khúc đằng kia đang người ta bơm bê tông xuống. Chỗ này là đối diện ngân hàng BIDV luôn. Chỗ em đứng cách cầu Móc Cài chưa tới 100m nữa. Cầu Móc Cài nằm ngay hướng đó. Mấy clip trước thì em có quay cái bờ kè đường Công Lý, ban đêm nó tối hầu. Giờ cột đèn không có cháy nữa. Khu vực đó bây giờ ban đêm buôn bán thì cũng rất là vắng. Để coi cái bờ kè này làm xong rồi người dân Móc Cài có ghé ở đây vào ban đêm hay không á. Ban ngày thì chắc không có ai ghé đâu. Chỗ này bây giờ chưa có cây cỏ gì nhiều, chưa có trồng cây. Ra đây ban ngày rất là nắng. Thường ta ghé khoảng chừng 4-5 giờ chiều thôi. Giống giác này nè. Giác này hôm nay ít nắng, gần tới mùa đông Noel rồi. Tới đây thì em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những cái video clip tiếp theo.